Xin chào quý vị và các bạn. Giữa lúc có tin làm căng với Metro số 1, nhà thầu Hitachi làm mát lòng người dân thành phố. Khi muốn chạy trình diễn tàu Metro từ ga Suối Tiên về tới ga Bến Thành vào cuối tháng 8, sao không cho vận hành thử mà phải trình diễn tàu? Nếu cùng một thời gian khởi công tuyến Metro, thì các nước khác, tàu Metro chạy muốn mòn dây, còn ở Việt Nam tàu chỉ chạy loanh quanh trên giấy. Trong khi tuyến Metro Cát Linh Hà Đông sinh ra trước, cùng cha khác ông nội với tuyến Metro số 1, cùng tại số phận làm anh cả nên bị dập te tua, bị gõ đầu liên tục, thì bây giờ nó lại chạy ngon lành, đang kiếm tiền đều đều. Ngược lại đứa em Metro số 1 dài gần 20 km, trong 16 năm chưa thành hình lại ít thấy bị gõ đầu hơn, ít thấy thông tin nhắc tên nhà thầu Metro số 1 như kiểu nhắc sẽ bị phạm húy. Do vậy, mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh hơn 200 km còn lại theo quy hoạch. Nếu vẫn cứ làm theo cách cũ, trung bình mỗi năm làm không nổi 1 km, thì cứ theo cấp số nhân lên, sẽ cho ra kết quả vài trăm năm sau thì thành phố mới có được 200 km metro. Số km trên sẽ dự định hoàn thành trong 12 năm tới, tức vào năm 2035. Đây có thể nói là thách thức không tưởng như thách đố lên trời hái sao. Vì vậy, hiện nay các nhà quản lý đang tìm cách tiếp cận và phải đổi mới cách làm hoàn toàn khác, mang tính đột phá và khác biệt hơn, chỉ mong tăng được số km metro hoàn thành trong một năm. Chứ mỗi năm làm không nổi 1 km như hiện nay, thì không biết bao giờ mới khá lên nổi. Nhưng nói gì thì nói, trước mắt, tuyến metro số 1 đang có tiến độ đã hơn 95%, vì vậy cần tập trung đưa nó về đích trước khi nghĩ đến các tuyến đường sắt đô thị khác. Bởi ở đó còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết chứ không phải dễ. Vì nếu ai để ý vào hồi đầu năm nay, thì toàn bộ metro số 1 có thông tin đạt hơn 94% khối lượng. Nhưng đến nay đã 7 tháng trời, tiến độ dự án đã đạt hơn 95%. Điều này cho thấy trải qua gần 7 tháng thi công, metro số 1 làm chỉ được 1% khối lượng hoàn thành. Do vậy không biết khó khăn vướng mắc là gì nhưng con số trên đã nói lên tiến độ thi công tuyến metro số 1 đã bị chậm lại rất nhiều trong hơn nửa năm qua. Hầu như việc hoàn thành công việc được 1%. Phần nhiều công việc làm được thuộc về thi công hoàn thiện kiến trúc ở ga Bến Thành mà thôi. Với nhà ga này đã đạt hơn 99% khối lượng hoàn thành, mọi việc cho thấy đã hoàn tất gần như toàn bộ phần kiến trúc. Vì không còn công việc gì đáng kể, nên các nhà thầu cũng đã rút dần số lượng công nhân. Chút ít công việc còn lại, chỉ còn số ít công nhân đang thu dọn đồ đạc, lo dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, tẩy rửa, hay xử lý các lỗi không đạt chất lượng. Chờ ngày bàn giao cho nhà thầu Hitachi tiếp tục cho phần việc lắp cơ điện và lắp đặt thiết bị của gói thầu CP3. Đồng thời đang cho triển khai mua sắm các thiết bị nội thất như giường tủ cho phòng nhân viên bên trong nhà ga, gia công lắp đặt quầy bán vé. Sau đó sẽ tiến hành các thủ tục nghiệm thu hoàn thành. Do vậy có thể nói, chưa đầy 5% còn lại của metro số 1 đang chủ yếu phần lớn thuộc về gói thầu CP3 của nhà thầu Hitachi. Còn liên quan tới nhà thầu Hitachi, hồi đầu tháng metro số 1 báo tin Hitachi trở nên khó tính, gây căng thẳng với metro số 1 trong suốt thời gian qua, vì từ chối thi công nhiều hạng mục quan trọng. Khó khăn này phải nhờ tới cấp chính phủ tháo gỡ, và không biết kết quả tác động ra sao. Nhưng mới đây, vào ngày 21 tháng 8, Hitachi có động thái mới. Họ đã có đề xuất về việc trình diễn chạy tàu cho toàn tuyến metro số 1. Hành trình sẽ từ ga Suối Tiên đến ga ngầm Bến Thành và ngược lại. Màn trình diễn sẽ thực hiện trên đường ray phía Tây. Thời gian trình diễn diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tới. Kèm theo nhà thầu cũng lưu ý, do đang thiếu các biện pháp an toàn tại đường hầm, nên số lượng hành khách tham gia trình diễn tàu sẽ phải giới hạn nghiêm ngặt ở mức độ tối đa 20 người. Ngoài ra, có thêm yêu cầu là hành khách phải mặc quần áo và đi giày phù hợp để dễ dàng tháo chạy nếu có sự cố xảy ra. Theo thông báo thì hoạt động này là theo quy trình kiểm tra nội bộ của Hitachi. Nhà thầu sẽ chỉ định nhân viên quản lý để hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp phát sinh. Việc chờ đợi một đoàn tàu metro trong thời gian dài, rồi cộng với nhiều thông tin về vướng mắc của nhà thầu Hitachi, có thể gây căng thẳng và không thoải mái cho người dân. Tuy nhiên, với việc đề xuất chạy trình diễn toàn tuyến đã làm giảm nhẹ sự căng thẳng đôi bên, Hitachi đã làm mát lòng người hâm mộ thành phố.
sự việc làm thu hút sự quan tâm đối với đoàn tàu Metro. Lâu nay ai cũng biết, trong kỹ thuật mà dùng từ trình diễn, thường sẽ nghĩ ngay đến việc diễn những pha bắt mắt khó thực hiện, hay diễn những trò ảo ma có thao tác thượng thừa rất đẹp mắt, hoặc trình diễn những công nghệ kỹ thuật mới, vừa phát hiện công bố cho người khác xem phải lác mắt. Do vậy, Hitachi dùng thuật ngữ trình diễn đã khiến nhiều người bật cười, gây khó hiểu. Không biết có hiểu sai ý của họ không? Chứ nếu có thì đây cũng là một cách sáng tạo độc lạ, thể hiện sự vui tươi và lạc quan trong quá trình xây dựng tuyến đường Metro. Nếu sử dụng thuật ngữ này trong trường hợp này có thể dẫn đến hiểu lầm, bởi người dân muốn vận hành thử tàu chứ không cần mấy cái trò trình diễn, nên có thể gây tác động không nhất quán với mục đích kiểm tra mà đơn vị Hitachi đề xuất. Nhưng thực ra theo thông báo trên cùng với các yêu cầu nghiêm ngặt hành khách, thì có thể hiểu đó là bước tàu thử nghiệm ban đầu trong điều kiện thực tế, có thể là bước kiểm tra đơn lẻ cho kết cấu hệ thống hạ tầng Metro đường hầm vừa hoàn thành. Một bước kiểm tra trước khi cho tàu vận hành thử, vì đoạn còn lại có hơn 2 km đi ngầm, nên theo quy trình kiểm tra tàu đi ngầm có khác biệt với đoạn đi trên cao, nơi có không gian bị giới hạn. Điều đầu tiên trước khi vận hành thử trong đường hầm, thì kiểm tra cái cơ bản nhất là đoàn tàu phải đảm bảo nằm gọn và đi lọt trong hai đường hầm vừa mới thi công. Điều này có nghĩa kiểm tra đoàn tàu phải có kích thước phù hợp và an toàn với kích thước đường hầm, và phải di chuyển trong đường hầm mà không bị va chạm với các bức tường hoặc trần hầm, hoặc chướng ngại vật khác khi thi công để lại cản trở. Nghe thì vô lý nhưng bước kiểm tra này rất quan trọng, bởi hồi năm ngoái chuyện khôi hài đã xảy ra ở Tây Ban Nha. Khi họ cho tàu cao tốc vận hành thử qua đường hầm thì chuyện khó tin đã xảy ra, đoàn tàu không chui qua lọt được đường hầm do dính lỗi thi công hầm rất nặng. Nên bước kiểm tra kết cấu hạ tầng hầm lần này có thể chưa được tích hợp nhiều hệ thống khác vận hành cùng lúc với tàu chạy, giống như vận hành thử cho đoạn trên cao, và tốc độ tàu có thể chạy như rùa bò trong hầm. Sau khi mọi việc ổn định, có thể sẽ qua thử nghiệm trong đường hầm phức tạp hơn, sẽ có tham gia của nhiều hệ thống vận hành khác cho quá trình vận hành thử. Còn việc nhà thầu Hitachi muốn giới hạn số lượng người trong chuyến chạy tàu trình diễn, để có thể kiểm soát tốt hơn tình hình và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Do vậy trình diễn tàu chạy lần này giống như một buổi thử trang phục phù hợp với người mặc, sau đó mới đi diễn thử, vận hành thử, để đảm bảo rằng mọi việc cùng phối hợp đều được hoạt động bình thường trước khi sự kiện chính diễn ra hay được vận hành thương mại. Hình ảnh cuối. Các bạn cùng xem ga Tân Cảng và nhà ga này đang thi công trụ cho cầu bộ hành.